Israel in law, IMDS, they have been developed a couple. We think that they talk about the ancestry. Woman one. However, a southwest of the United States was once a womb. They found the baby. Tân có was one. Tân inhabited Tân Sống by a remarkable group of agricultural people. Một nhóm người rất nổi bật, khá nổi tiếng về nông nghiệp. Generally referred to as, thường được gọi là, the Anasazi. These early inhabitants, những người định cư đầu tiên sống xuống này, arrived in the air of the earth, đã tới vùng đất này thì approximately something 2,000 years ago, cách đây 2,000 năm, and engaged to tham gia vào in hunting, gathering, săn bắn và hái lượm, then out of the earth. Over time, cùng với thời gian. Over time, cái tên nhau ra ngoài ra. Over time, cùng với thời gian. They developed a natural start for the economy for kinh tế nông nghiệp with a coal. Coal tiếng Mỹ là mua, tiếng Anh là maize. Squash là gì? Mì. And beans. Các loại đồ này hạt nhé, beans, coffee beans, hạt cà phê, brown nut beans, hạt lạc, soya beans, hạt đậu tương, and they are primary crop, và chúng là cây trồng, cây trồng chủ yếu crop. Along with the development, cùng với sự phát triển, the evolution, thì xảy ra sự tiến hóa of such kind của những công việc rất tinh tế in pottery, gốm sứ pottery là gốm. Đây Harry Potter, thằng Harry con nhà ông làm gốm pottery. Harry Potter, Smith là thợ rèn, gốm sứ là thợ kim loại, Baker người làm bánh. Making that mà đã tạo ra được ceramics là đồ gốm ạ. Và making that và làm cho việc buôn bán và việc sự gốm sứ của họ thuế đi buôn bán throughout the region khắp cả khu vực này. In fact, in thực tế, there is evidence có bằng chứng that trade expanded into Central Mexico. Thì buôn bán ấy đã được mở rộng kéo dài tới vùng trung Mexico. Mexico là tiếng Tây Ban Nha, còn tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha là Mexico. Similarly, La Habana là tiếng Anh, còn La Habana là tiếng Mexico, là tiếng Tây Ban Nha. As well as cũng như hai kinh pottery technique, kỹ thuật làm gốm sứ và tay nghề cao. The Anasazi also developed, những người bộ tộc người này cũng đã phát triển được cái remarkable painting technique, kỹ thuật xây dựng để tăng cái remarkable bằng bạch. A well-known example of Anasazi painting. Một ví dụ nổi tiếng về việc xây dựng của người Anasazi is the Cliff Palace. Và Cliff là cái mỏm đá trên biển. Tức là cái lâu đài Cliff in Mesa Verde National House. Vest lên tiếng Pháp ở cái căn nhà là màu xanh green. Và cái vườn quốc gia cũng như tin chui mày cũng như hello,
người phụ nữ có biết là người phụ nữ cha mẹ bà họ thả đâu và nhớ không mua thẻ nó không biết là không biết nào nghe bảo thở đến ngay này cái người mua thẻ thì thế làm sao nhầm được pháp cho người được công viên công viên là cái vườn hoa để công cộng dân đi chợ mày mày có lên bao bì mà trả không được người vườn công gia đẹp tình cảm là The Pueblo built by Monaclasso. Pueblo là tiếng Tây Ban Nha people. This Pueblo, cái tòa lâu đài này, nhân dân này, đã được xây dựng on a cliff, trên một mỏm núi đá. In the 1200s. Năm 1200s. Năm 1200s. Consisted of bubble mandatory roads. Là chỗ ở mandatory regime. Which are variety mà thay đổi khác nhau from simple structures từ những kết cấu rất đơn giản to large multi-story building tới những tòa nhà lớn trong nhiều tầng. Cliff Palace has generated the perception. Cái lâu đài trên mỏm núi này đã tạo nên khái niệm perception, quan niệm of the Anasazi as Cliff Palace. Và là người sống ở resident, người sống ở trên núi đá. Đấy, cái tòa nhà này, cái lâu đài này khiến người ta nghĩ rằng hôm nay là sống ở trên núi đá. Thế là bạn cà phê đấy. Năng động nhiều, ông cha ta lên một vị nào mà chẳng cà phê. This extraordinary, ordinary, extra-attractive city, thành phố, các đồng ý nghĩa tập trung là người đúng không? Was deserted. Desert là sao mà? Desert là bị bỏ hoang. Desert là vụ việc. Around AD, AD là Anno Domini. Sau công nguyên của ta. Có 5.300 sau công nguyên. Did you have a question, Ken? Now, Ken, no, yes, why did the Nanasazi build such a large city and then abandoned it? The bottom. He found the Nanasazi say, you can call it today. But how did it? Oh, I'm not. Tell me, I'm going to talk about it. Woman. The reason for the abandonment, leader in the bar, has been the source, vốn là cái nguồn of much debate. Lý do để người ta tranh cãi rất nhiều. Can you think of any reason? Câu có thể nghĩ ra cái lý do gì không? But why entire population, vì sao toàn bộ dân số, người dân ạ, would abandon its city. Yeah. Right. Man. Well, the southwest is a rather dry part of the country. Cái vùng Tây Nam là vùng khá khô cằn của đất nước. Perhaps, có lẽ, there was a drought that từng có một đợt hạn hán that led to mass starvation. Chết đói hàng loạt. Mass hàng loạt starvation. Woman one, that is the possibility, then we cannot. In fact, we could say tree rings, các cái vòng, vòng tuổi của, cái vòng của cái cây, bây giờ đúng cái cây nhé, bây giờ có cái vòng mới nhận một vòng mình ở đất đó, một năm vòng một gì. Have been studied, đã được người ta nghiên cứu in the area, các cái vòng cây đây,
These rings indicate, như cái bát này thì cho thấy, that there was a drought in the last quarter of that century. Đó là từng có mùa hạn hán vào những cái quý cuối cùng của, tức là 25 năm cuối cùng của thế kỷ ấy. Quarter là cái phần tư nhỉ? Quý trong, vì sao ạ? Nếu cái hạn hán thì nó cũng không được nữa cả, nó không cần đúng không? Thì cái đường vấn ấy, thì nó có thể thay đổi. However, it was no more severe than previous drought. Tuy nhiên, cái lần hạn hán ấy cũng không hề nghiêm trọng hơn các lần hạn hán trước đó. Severe, which did not have such an extreme impact. Tức là những lần hạn hán không có một cái ảnh hưởng cực đoan mạnh mẽ. Women did. Some of the great cities of the ancient world. Một số trong các cái thành phố vĩ đại của thế giới cổ xưa là Troy, ta gọi Troa đấy, hay là đến đấy là thành phố Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh á, thành phố Troa đấy. Gắn nên đọc Iliad và Odyssey của Homer trước đó. Càng nên đọc thần thoại Hy Lạp, bởi vì không biết thần thoại Hy Lạp và cũng biết kinh thiên chúa giáo thì không thể hiểu được nghệ thuật cũng như lối sống của người phương Tây vốn dựa hoàn toàn. For instance, were destroyed and phá hủy by warfare. Warfare là hoạt động chiến tranh. There is evidence here, đã có bằng chứng, that by this time, tới thời điểm ấy, là thời điểm mà người ta bỏ thành phố đi, people were crowded in a smaller area. Là người dân ở đây là chen chúc nhau ở trong những cái khu vực nó nhỏ hơn. This suggests, điều này cho thấy, influx sự chạy vào vào. Sự chạy vào từ sự xâm lược vào vào của invader, như kẻ xâm lược. But there is no other evidence, nhưng không có bằng chứng khác to support this theory, để ủng hộ cho giả thuyết này. Tại sao mà tôi biết cái vùng nhỏ này còn nhiều người? Là vì xác chết có xuất xứ nhiều người chết đó mà có chút tài sản chết. Later, sites appear to be built for defense. Sai là những khu vực, construction site, công trường, historical site là khu di tích lịch sử. Tourist sites là khu du lịch. Những cái khu vực xuất hiện sau này dường như to be built, được xây dựng for defense, vì mục đích là bảo vệ quốc phòng. And excavation, khai quật, thì mấy số của excavator. And real sites là các khu vực này in the region indicates cho thấy violent struggle. Đánh nhau rất là dữ dàng. Man, and what about a plague? Thế còn lý do về dịch hạch thì sao? Bệnh dịch là plague. After all, suy cho cùng, the bubonic plague. Bubonic plague là bệnh dịch đen á, xuất hiện là bắt nguồn từ Brazil á, đi theo tàu sang châu Âu á. Thế thì đen mà chỉ có hơn một nửa dân số ở châu Âu là bị đẹp này vào thế kỷ 13. Đáng lẽ là vì tình hình đã trong lịch sử trong là có nhiều dịch kinh khủng. Về nguyên mà thời ấy chưa có y tế, chưa có phòng gì cả. Về nguyên ta có thể diệt hết tất cả loài người trên trái đất. Nhưng mà thiên nhiên có một cái nguyên tắc là không bao giờ để chết hết cả. Đến một lúc ấy, không ai chữa, tự nhiên cái dịch ấy biến mất. Vì ta có thể, nếu như mà chết hết tất cả rồi là lặp lại này, lấy đất bắt ông Eva để đẻ những sườn để lắp vào là hoa đam thì sườn khổ lắm lâu lắm. After all, suy cho cùng cái bài dịch đen này là decimated, giết chết the European population, dân số của women one.
That is a possibility. Đấy cũng là một khả năng. But again, nhưng lần nữa, there is no evidence. Không có bằng chứng to support that theory để hỗ trợ, để chứng minh cho giả thuyết này nhé. We may never know. Chúng ta có thể không bao giờ biết được why the anasazi left this area, rời khỏi khu vực này. However, the general consensus, có sự 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 nhất trí, sự đồng thuận chung, có sự đồng thuận chung nhất trí chung now appears, có vẻ như là to be that there may have been a component. Có thể có sự kết hợp of factors, những yếu tố, nhiều yếu tố that led to the abandonment, mà dẫn đến sự rời bỏ, từ bỏ of the city. Người ta vẫn chưa biết được vì sao dân không ai rời bỏ, ăn có không đâu này. Thế thì đi bằng. Để sang bài nhé, không khó lắm nhé.